Thế Anh và Như Thanh xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 1 năm 2024, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xe ô tô bốc cháy lan lên đường dây điện tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại Bình Dương, một công ty sản xuất nệm mút cũng vừa xảy ra cháy lớn. Mô hình con đường màu xanh chống ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Hai đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Nam vừa bị công an bắt giữ tại Quế. Lễ hội Tết xưa và phiên chợ quà tặng tại Ninh Bình. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Club, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra hiện tượng đất tự bốc cháy. Cơ quan chức năng huyện Ea Súp đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Súp, những ngày gần đây, trên địa bàn thôn Trung của xã, nhiều đám lửa bốc cháy trên rẫy của một hộ dân. Vào cuộc xác minh, chính quyền địa phương ghi nhận nhiều đám cháy tự xuất hiện không có tác động của con người. Các đám cháy tự phát lên từ đất. Hiện tượng này xuất hiện nhiều lần, có lần đám lửa tự phát lên trong chòi rẫy, gây cháy quần áo của người dân. Theo người dân địa phương, trước đây cứ vào mùa khô, thi thoảng lại có việc đất tự bốc cháy. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp Công an phường Long Thạnh Mỹ và các đơn vị chức năng khẩn trương xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe ô tô 16 chỗ bốc cháy rồi lan lên đường dây điện. Khoảng 11 giờ trưa nay, chiếc xe ô tô 16 chỗ khi đang lưu thông đến đoạn trước trường mầm non Sơn Ca 2 thuộc phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức thì bất ngờ bốc cháy ở đầu xe. Tài xế đã cho xe chạy lên lề đường, hô hoán nhờ người dân hỗ trợ. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả chiếc xe, cháy lan lên đường dây điện khiến khu vực xung quanh bị mất điện. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường dập lửa. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa được dập tắt nhưng chiếc xe đã cháy trơ khung sắt. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. Tại Bình Dương, nhà xưởng của một công ty chuyên sản xuất nệm mút bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc giữa trưa. Khói lửa bốc cao cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút hôm nay tại nhà xưởng của một công ty chuyên sản xuất nệm mút nằm trên đường Tân Phước Khánh 35, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên. Phát hiện cháy, nhiều công nhân nhanh chóng tháo chạy ra ngoài. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã điều động phương tiện cùng lực lượng đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội, bao trùm nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông, cột khói bốc cao. Sau khoảng 1 giờ 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Dù quá quạng không gây thương vong, song thiêu rụi phần lớn kho xưởng cùng nhiều tài sản bên trong. Và có thể thấy là thời điểm cuối năm cận Tết thì nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất lớn do nhu cầu sản xuất, mua bán, tích trữ hàng hóa của người dân, cơ sở kinh doanh tăng cao. Và thêm vào đó là dịp Tết cũng là lúc gia tăng các hoạt động đốt hương vàng mã, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Vì vậy mà để đón Tết vui tươi, an toàn thì công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong thời gian này càng cần được quan tâm hơn bao giờ hết. Ghi nhận của Người đưa tin 24 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh. Chuẩn bị cho mùa kinh doanh Tết Nguyên Đán, cửa hàng phụ tùng ô tô xe máy này đã sớm tăng nhập hàng hóa để bán. Các mặt hàng ở đây hầu hết dễ bén lửa như dầu nhớt, keo, giấy dán các loại. Thêm vào đó, cửa hàng là nơi kinh doanh, cũng vừa là nơi ở của gia đình, càng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Trong cái dịp Tết Nguyên Đán này là chúng tôi về cái vấn đề mà phòng chống chữa cháy á, chúng tôi sẽ cẩn thận hơn. Dịp cận Tết, các cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tập trung lượng hàng hóa rất lớn để phục vụ người dân. Tuy nhiên, nhiều nơi tiềm ẩn mất an toàn phòng cháy chữa cháy như cầu mắc điện tùy tiện, hàng hóa để bừa bộn. Tết Nguyên Đán cũng là thời điểm gia tăng sử dụng các loại nhang đèn, vàng mã, dẫn tới cháy nổ nếu không cẩn trọng, thiếu kiểm soát, nhất là ở nhà dân, nhà ở kết hợp khu dân cư, chợ truyền thống, chung cư. Đối với người dân thì phải tự nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công tác phòng cháy chữa cháy của bản thân và gia đình. Thứ hai là khi ra khỏi nhà thì phải kiểm tra lại tất cả các nguồn nhiệt, nguồn lửa khi mà đốt vàng mã phải kiểm soát được. Trước những nguy cơ trên, việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp trong công tác phòng cháy chữa cháy dịp Tết là rất cần thiết.
hướng dẫn cho người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, huy động nhiều lực lượng kiểm tra giám sát những cái việc mà người dân chấp hành về công tác phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo cái an toàn phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết năm nay. Nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Vì vậy, để đón Tết vui tươi, an toàn, người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho gia đình, cơ sở và cho cộng đồng. Để góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, mới đây Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm mô hình vận động người dân tham gia giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn với tên gọi Con đường màu xanh. Mô hình này bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các sinh viên tình nguyện thuộc Đại học Lao động Xã hội, Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Hà Nội là những người đầu tiên tham gia thí điểm, phối hợp cùng lực lượng công an ứng trực tại các ngã tư phân luồng chống ùn tắc giao thông. Ai cũng hào hứng với công việc ý nghĩa này. Em thấy rất hồi hộp, tại vì lần đầu tiên được trải nghiệm những công việc của các chú cảnh sát giao thông hàng ngày. Và hàng ngày bọn em được chứng kiến, nhưng hôm nay bọn em được thực hiện thì cũng hiểu được một phần các khó khăn và vất vả của các chú. Trong thời gian thí điểm, quận Cầu Giấy triển khai 6 chốt tại những ngã tư có nguy cơ ùn tắc. Tại mỗi chốt trực sẽ có một chiến sĩ cảnh sát trật tự phường hoặc một chiến sĩ đội giao thông trật tự. Công an quận phụ trách điều khiển giao thông chính, 3 đến 4 bạn sinh viên tình nguyện cầm cờ để hỗ trợ. Yêu cầu người đi đường không được vượt đèn đỏ, chấp hành đúng hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Thứ nhất là tạo cái ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng nhân dân. Và thứ hai là sự lan tỏa, chung tay góp sức của nhân dân trong việc giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Dự kiến thời gian thí điểm sẽ diễn ra từ nay cho đến Tết Nguyên đán 2024. Sau khi đánh giá hiệu quả, lực lượng chức năng sẽ nghiên cứu để tiếp tục nhân rộng mô hình này ra nhiều khu vực khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ hôm nay là những thông tin đáng chú ý sau. Làng nghề ép chuối khô 100 tuổi ở miền Tây vào dịp Tết. Hai đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Nam vừa bị bắt giữ tại Quế. Lễ hội Tết xưa và phiên chợ quà tặng tại Ninh Bình. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Những ngày này khi Tết Nguyên đán cận kề, thương lái khắp nơi lại tấp nập đổ về làng Đại Quàng, xã Quà Hậu, huyện Lý Nhân của tỉnh Hà Nam để tìm mua chuối ngự, đặc sản nổi tiếng của vùng. Bên cạnh việc bán cho thương lái thì người dân nơi đây cũng bắt đầu xuất bán cho các cửa hàng thuộc chuỗi thực phẩm sạch trên cả nước. Hiện giá bán trên thị trường của chuối ngự Đại Quàng là 45.000 đến 50.000 đồng một nải. Nếu mua cả buồng chuối thì giá dao động từ 300.000 đến 600.000 đồng một buồng, tùy thuộc vào số lượng nải chuối. Mặc dù giá cao nhưng chuối ngự Đại Quàng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng, cung không đủ cầu. Chuối ngự là đặc sản của làng Đại Quàng, xã Quà Hậu. Địa phương hiện có hơn 40 hộ trồng chuối với tổng diện tích khoảng 2 hectare. Sản phẩm chuối ngự Đại Quàng đã có tem, nhãn, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và được nhiều người tiêu dùng biết đến. Nghề ép chuối khô ở Cà Mau hình thành hơn 100 năm qua, chủ yếu tập trung ở hai xã Trần Hợi và Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Đây là địa phương nổi tiếng sản xuất chuối khô ngon và lớn nhất tỉnh. Và trải qua bao thăng trầm thì đến nay làng nghề còn khoảng 40 hộ. Những ngày này người dân đang tất bật làm việc để kịp giao hàng dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Theo chủ một xưởng sản xuất chuối khô tại xã Trần Hợi cho biết, trung bình mỗi tháng cơ sở làm ra 5 đến 7 tấn sản phẩm, riêng 3 tháng gần Tết làm khoảng 50 tấn. Các cơ sở chọn chuối đạt tiêu chuẩn đem ủ 6 đến 8 tiếng, rồi để thoáng bên ngoài khoảng 36 tiếng cho chín tự nhiên. Tiếp đó, nhân công bóc vỏ chuối đặt lên dĩ để sấy nguyên trái trong khoảng 10 đến 12 tiếng hoặc phơi một ngày ngoài nắng. Công đoạn sấy rất quan trọng, nếu bỏ qua bước này, chuối còn độ ẩm sẽ dễ bị chua, màu sắc không đẹp. Sản phẩm chuối khô đạt tiêu chuẩn là sau khi phơi khô có màu vàng ráo nhưng không cứng. Hiện các cơ sở bán chuối khô với giá 27.000 đến 40.000 đồng mỗi ký. Bên cạnh đó, nghề ép chuối khô còn tạo việc làm cho hàng chục lao động nhàn rỗi tại địa phương với mức lương từ 4 đến 6 triệu đồng mỗi tháng. Thưa quý vị, giá gạo và cà phê giảm, giá thép trong nước tăng là những thông tin thị trường đáng chú ý vừa được cập nhật. Lúa gạo tại thị trường nội địa điều chỉnh giảm 100 đồng 1 kg với mặt hàng gạo OM5451. Ngoài ra, giá nhiều loại gạo cũng có xu hướng sụt giảm. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, tại thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam tiếp tục giảm với gạo 25% tấm ở mức 614 đô la Mỹ một tấn, giảm 4 đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó, gạo 5% tấm giữ ổn định
ở mức 653 đô la Mỹ một tấn. Giá thép hôm nay trên sàn giao dịch và thị trường trong nước đồng loạt tăng do nguyên liệu và chi phí đầu vào tăng cao. Cụ thể, giá thép cuộn xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Phát Hưng Yên tăng 200.000 đồng một tấn. Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên cũng điều chỉnh giá bán sản phẩm cốt bê tông dạng cuộn thêm 200.000 đồng một tấn. Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm về mức 71.000 đồng một kg. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 70.900 đồng một kg. Giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk là 71.100 đồng một kg. Theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam, chất lượng cà phê của Việt Nam đã thay đổi rất nhiều nhờ chuyển đổi phương thức canh tác sang sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hữu cơ. Cùng với đó là đẩy mạnh sản xuất cà phê đặc sản, chế biến sâu. Trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đạp điện. Hậu quả vụ tai nạn làm hai người bị thương, phương tiện hư hỏng. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại, khoảng 11 giờ trưa nay, xe đạp điện do một cụ ông khoảng 70 tuổi điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi đang qua đường ở đoạn khu phố Me, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì xảy ra va chạm với xe máy lưu thông cùng chiều do cô gái khoảng 20 tuổi điều khiển. Vụ va chạm khiến cả hai người cùng phương tiện ngã xuống đường, cụ ông bị thương, còn cô gái may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chiều nay, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng có hành vi cướp tài sản tại một ngân hàng tại tỉnh Quảng Nam. Đó là Trần Đông Lập, 34 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và Đặng Văn Được, 25 tuổi, trú tại thành phố Quế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, hai đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện miền núi A Lưới. Bước đầu, cả hai khai nhận do nợ nần nên đã bàn nhau đi cướp tài sản. Trước đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 19 tháng 1, hai đối tượng trên cầm theo vật giống súng và túi sách đi vào phòng giao dịch một ngân hàng tại xã Duy Quà, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, uy hiếp các nhân viên, yêu cầu đưa tiền. Tuy nhiên, khi nghe chuông báo động vang lên, hai đối tượng hoảng sợ dứt lại túi sách tiền vừa cướp được và bỏ chạy về hướng huyện Đại Lộc. Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến ghi nhận hiện trường, làm việc với những người liên quan để điều tra vụ việc. Để trang trí cảnh quan dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp trồng tập trung 46.000 cây hoa các loại, trong đó có 5.000 cây hoa hướng dương giữa trung tâm thành phố để thu hút du khách. Khu vực trồng hoa là công viên Ngô Thời Nhậm, đường Ngô Thời Nhậm giao với đường Đặng Văn Bình, tiếp giáp với công viên Văn Miếu. Vườn hoa rộng khoảng 23.000 m2, gồm các ô hoa có lối đi để người dân và du khách dễ dàng đi lại tham quan. Điểm nhấn ở trung tâm sẽ trồng 5.000 cây trăm ổi và 5.000 cây hướng dương, xung quanh trồng khoảng 36.000 cây các loại như thiên điểu, sao nhái và cúc tím. Tại khu vực trung tâm, những hàng cây hướng dương đầu tiên đã được trồng xong. Dự kiến công viên hoa sẽ hoàn thành vào ngày 24 tháng Chạp, nhằm ngày 3 tháng 2 năm 2024. Ngoài chỉnh trang đô thị, thành phố Cao Lãnh còn thực hiện đường hoa xuân và bắn pháo hoa đêm giao thừa nhằm phục vụ người dân và du khách vui xuân đón Tết. Lễ hội Tết xưa và phiên chợ quà tặng năm 2024 vừa diễn ra tại phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các sự kiện kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Lễ hội Tết xưa và phiên chợ quà tặng được tổ chức lần đầu tiên với 80 gian hàng bày bán các mặt hàng ẩm thực, hoa kiển, đồ thủ công, trang trí, các sản phẩm quà tặng, quà lưu niệm và sản phẩm ô cốp của tỉnh Ninh Bình. Đến đây, du khách được mua sắm, tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa như gói bánh chưng, các trò chơi dân gian, chụp hình với không gian rực rỡ, sắc màu, mang đậm hương vị Tết. Việc tái hiện lại không gian Tết xưa giúp người dân, du khách có cơ hội trải nghiệm, quan niệm về những ngày Tết đậm đà bản sắc dân tộc. Khi đi du lịch thì một trong những điều mà mọi người quan tâm đó chính là tìm mua các sản phẩm quà tặng, đúng không ạ? Và nắm bắt được nhu cầu đó thì nhiều nơi đã phát triển sản phẩm quà tặng đặc trưng của địa phương mình để mà thu hút khách du lịch. Và tỉnh Ninh Bình cũng không là ngoại lệ. Thời gian qua, địa phương này đã tập trung phát triển thị trường quà lưu niệm, quà tặng du lịch theo hướng chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc miền cố đô để đưa Ninh Bình đến gần hơn với du khách.
Để quảng bá cho du lịch địa phương, gian hàng này chủ yếu bày bán các sản phẩm gắn với danh lam thắng cảnh cho những đặc sản của tỉnh Ninh Bình. Bên cạnh đó, cách bày trí từng sản phẩm cũng được chủ cơ sở quan tâm để thu hút du khách. Trưng bày cho nó bắt mắt, những cái sản phẩm chung nó cũng phải tinh xảo một tí, ví dụ như những cái đồ gốm sứ chẳng hạn đấy, là hoặc là tranh chống đồng, nó cũng phải sắc nét, là khách ưng, tất cả các sản phẩm đều có bảng giá niêm yết, khách rất là hài lòng. Tỉnh Ninh Bình hiện có 77 làng nghề được công nhận, hơn 180 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP, trong đó có 70 sản phẩm OCOP 4 sao. Ninh Bình có sự đa dạng về điều kiện tự nhiên, văn hóa nên lượng khách tham quan rất lớn. Đó cũng là tiềm năng để tỉnh sản xuất tiêu thụ các sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch. Mình chủ yếu là mình sẽ đưa các cái mặt hàng, thứ nhất là cái phong cảnh của Ninh Bình, cũng như là cái về văn hóa, tập quán của Ninh Bình như thế nào, thì mình đưa những cái hình ảnh đấy để đưa vào để mình thêu, hoặc là mình đưa vào các cái mặt hàng thủ công để mình làm cho nó thiết thực với cái cảnh của Ninh Bình, để mình quảng bá cho Ninh Bình mình được đẹp hơn, tốt hơn. Để nâng cao chất lượng sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch, tỉnh Ninh Bình đã mời nhiều chuyên gia đến khảo sát, đánh giá và cho ý kiến, đề xuất để địa phương tiếp tục phát triển nhóm sản phẩm này. Gốm ở Tràng An thì chúng ta đã biết là một trong đồ gốm cổ nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á, và có sự phát triển liên tục từ 9.000 năm cho đến khoảng 5.000 năm. 4-5.000 năm là đỉnh cao của gốm ở đây. Có nhiều những cái đồ gốm có hình dáng rất là đẹp, và chúng ta có thể là những cái đồ quà tặng mà chúng ta sẽ đề vào đấy là gốm 4.000 năm hay gốm 9.000 năm. Những quà tặng đó vô cùng đặc sắc, chúng ta sẽ truyền tải được cái văn hóa ở đây. Hay là ở đây có những cái tiền đồng mà ta có thể sử dụng nó, mà cái tiền nhà Đinh, một cái đồng tiền đầu tiên của nhà nước, của quốc gia độc lập đầu tiên, chúng ta có thể làm bằng những cái loại vật liệu như đồ đồng, bằng bạc hoặc là bằng vàng để tặng cho các cái đối tượng khác nhau. Với sự độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa, những sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch của tỉnh Ninh Bình từng bước đáp ứng thị hiếu của du khách trong và ngoài nước, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch của địa phương. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLI trên Google Play và App Store. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.